trên con đường này. Lại xuống đường hầm này nữa rồi. Ngon. Ngon chưa? Anh ấy nằm chờ mình sẵn ở nhà. ngon. Giống đó là mũi không chích á. Dạ. Trời, có liều nữa hả? Không để ý. Hồi nãy quay rồi nhưng mà không để ý. Ngon chưa? À đồ. Anh. Nãy giờ anh nằm đây với ai? Nằm với em. Anh đừng sợ nghe, em mới vô tới anh nói nằm với em là sao? Nằm chờ em. Anh nằm chờ em, anh nằm với ai? Một mình tại sao hả? Coi kìa. Kiến cắn. Kiến cắn gì mà kỳ vậy? Kiến cắn sao ở ngoài nó không cắn, vô trong cái quần nó mửa. Bà vậy em biết sao nữa. Người kỳ quá. Lát coi lại mới được. Chứ không tin nổi. Bọn ác. Không tin nổi bọn ác. Kiểm tra coi. Đương nhiên là phải kiểm tra rồi đó. Qua cái ổ này hổm. Nằm tuốt trên ở trên nhưng giờ nó tuột xuống dưới này nè. Anh sao cái cây ở trên sao anh không ai? Nó cứng ở dưới nó mềm xèo vậy. Cái liều này trời mưa nghi quá. Tính định cư ở đây rồi ha, gì mà làm cái liều.
mai mình ra tiếp, mai mình làm tiếp, mai mình để gì ra đây mình nấu ăn luôn. Không. Thì mình nở luôn, từ từ mình đẻ luôn. Ở đây ghé đây thường chắc chắc đẻ thiệt ạ. Đi nè. Có quyền kiểm tra. Mỗi lần em gặp anh này em biết đặng em biết sao. Bập gì ba? Đó hả? Đẹp đó hả? Ở đây nằm ngủ chưa? Sướng sướng không?